Cảm ơn các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, theo dõi video tiếp theo. Cảm ơn. Thưa các bạn, người xưa có câu: trong nhà nhất dâu nhì trâu, thứ ba là chó. Bạn đừng vội hiểu nhầm đây là sự phân biệt đối xử hay thiếu tôn trọng, mà người phụ nữ đã được xếp trên tất cả trong một gia đình, bởi không có người mẹ thì không thể có các thế hệ kế tiếp. Và người phụ nữ, hay nói cách khác, trước hết là người con dâu, được đề cao hơn cả. Đó là cách của người xưa. Từ thời xưa trước, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, con trâu luôn là làm những công việc nặng nhọc để phát triển kinh tế, làm ra lương thực để nuôi sống con người. Và con trâu vô cùng quan trọng trong đời sống nông nghiệp của người nguyên thủy cũng như ở các giai đoạn sau. Nếu bạn đi đâu có con chó đi theo, bạn gặp chuyện gì bất trắc thế nào, nó cũng kêu vang để hỗ trợ, để cứu bạn. Đó là sự trung thành. Nhưng nếu bạn ở nhà có khách đến chơi, một người khách đàng hoàng tử tế, nó chỉ cất tiếng sủa nhẹ nhàng để báo chịu. Nhưng nếu con người đi đứng bặm trợn hoặc tay cầm cái gì đó, nó sẽ kêu chịu hơn và lớn hơn để báo động cho chủ nhà. Đó là sự trung thành mà chỉ có con chó mới có. Chó không phân biệt sang hèn và giàu nghèo. Một cậu chủ nhỏ quần áo rách bươm, mặt mày lấm lem từ đâu đó chạy về, sẽ được con chó chạy ra quấn quýt yêu thương. Nhưng nếu một người ăn mặc sang trọng đi vào, thế nào cũng nhận được tiếng kêu tru tréo của con chó để báo động chủ nhà. Nếu có thể, nó sẽ sẵn sàng lao vào để bảo vệ chủ. Từ thời xa xưa, con người đã nhận biết được điều này và mới có câu: nhất dâu nhì trâu, thứ ba là chó, là vậy. Tôi không phải là một triết gia, cũng không phải là một nhà giảng đạo đức. Đây chỉ nói những điều thấy trong cuộc sống. Ngày nay, nếu bạn đi mua đất, đi mua nhà, bạn đem theo một con chó gần đến tuổi trưởng thành, chó đang nhỏ, bạn để đến khu đất đó, xuống vùng nhà bạn định mua, nếu con chó quấn quýt yêu thương, chạy nhảy lung tung, thì đó là mảnh đất đắc địa với bạn. Nhưng nếu bạn đặt con chó xuống, nó không nghe dám chạy đi, mà nó sủa, nó tru tréo, thì mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy, nếu bạn mua chỉ là rước họa. Cảm ơn bạn đã đến, đã xem video và nghe những lời tàn mạn vô nghĩa của Nguyên Dương. Trân trọng cảm ơn quý vị. Mời bạn đăng ký kênh, theo dõi video tiếp theo của Nguyên Dương. Chúc quý vị luôn an lành, hạnh phúc và thành công. Trân trọng.